9. Bí ký ghi duyên khởi sáng lập chùa Pháp Vân bên sông Tam Xoa tại Nam Kinh, năm Dân Quốc 22 1933. Như Lai, vì một đại sự nhân duyên nên xuất hiện trong cõi đời gọi là đại sự, là vì muốn cho hết thảy chúng sanh đều khai thị ngộ nhập tri kiến Phật, ai nấy đều được thành Phật mới thôi. Do chúng sanh căn tánh lớn nhỏ khác biệt nên pháp môn của Đức Như Lai có quyền thật bất đồng. Vì vậy tâm phổ độ chúng sanh của Như Lai chưa được thỏa mãn lớn lao. Vậy thế đặc biệt mở ra một pháp tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, để dù thánh hay phàm đều cùng trong đời này thoát khỏi cõi khổ này, sanh sang nước vui sướng kia, bậc thượng căn sẽ mau chứng pháp thân, kẻ căn cơ trùng hạ cũng đều lên bất thoái, khiến cho chúng sanh cùng thoát sanh tử, thỏa thích bản hoại xuất thế của Như Lai, lợi ích ấy chẳng thể diễn tả được. Vì thế pháp này được chín giới hướng về, mười phương cùng khen ngợi, ngàn kinh đều xuyền dương, muôn luận đều tuyên nói. Vì pháp này là pháp môn tổng trì, thành thủy thành chung, để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Chùa Pháp Vân phòng theo đạo tràng niệm Phật phóng sanh do chùa Vân Thề đã lập. Nguyên do là vì trong tháng 8 năm Dân Quốc thứ 10, 1921, Quang sang Dương Châu để khắc in sách, ông Vương Ấu Nông đi cứu trợ ở Nam Kinh, theo lời ước hẹn đến thăm viếng. Ngày hôm sau, đến thăm ông Lưu Viên Chiếu, ông Ngụy Mai Tôn cũng đến gặp, cho biết chính ông ta khá tin tưởng Phật Pháp, đã từng đọc văn sao của Thầy, gần đây cũng niệm Phật nhưng hận rằng nghiệp chướng tập khí sâu dày chẳng thể ăn chay được. Quang bảo bệnh ấy dễ trị, xin hãy đem bài sớ kêu gọi tu bổ áp phóng sanh chùa Cực Lạc ở Nam Tầm đọc kỹ, đảm bảo ông sẽ ăn chay được. Vào tháng 10 ông ta liền ăn chay trường, lòng đau đớn nghĩ tưởng sát kiếp tràn lan, đều do sát sanh ăn thịt cảm thành. Nhân đấy bèn miệt mài đề xướng niệm Phật phóng sanh, mong sao người và vật đều được sống yên vui, đều được vãng sanh Tây Phương. Năm sau ông Mai Tồn cùng với Ấu Nông, Bành Tánh Tồn, Diệu Liên, Tâm Tịnh, vân vân thương lượng mua chừng đó mẫu đất của ông Phương Tuấn Sanh bên sông Tam Xoa để thực hành chuyện ấy. Ông Tuấn Sanh vốn là con cháu của một gia tộc đời đời đức hạnh, khôn ngoan hoàn hỷ, đặc biệt bán giá rẻ, xin đem bài vị tổ tiên cha mẹ thờ vĩnh viễn trong niệm Phật đường để mong cậy vào Phật tử lực, tiếp dẫn vãng sanh hồng báo ơn cha mẹ, liền khởi công vào tháng chạp đào ao đắp nền. Năm sau dựng liên xá và mười mấy căn nhà để sử dụng, đào chín cái ao để phóng sanh theo từng loại nhằm tránh cái nạn cá dữ nuốt cá. Năm ấy lại đề xướng lập cô nhi viện nuôi dạy cô nhi để chúng nó học chữ, học nghề, hậu có thể tự lập, chẳng đến nỗi lang thang chết đói và trở thành phường không ra gì. Do vậy, xây dựng cô nhi viện trước, còn chuyện dựng chùa sẽ tính từ từ. Do nhiều năm liên tiếp thời cuộc không ổn nên lần khẩn mãi đến ngày nay, ông Đặng Phát Quân và Mai Tôn đều là học trò của ông Phùng Mậu Hoa, lại cùng quy y với Quang, xin ông Phùng và Quang để tựa cho sổ vàng 48 huyện nhằm quy mộ khoản tiền xây dựng Pháp Vân. Phàm những người khác quyền mộ cũng gộp vào trong sổ vàng ấy, mỗi huyện là 1.000 đồng, thế có được 4-5 vạn đồng để có thể xây dựng, ghi đến hơn 50 huyện đã giao ra 2 vạn 2.770 đồng mà vẫn chưa khởi công, vì thế chẳng quyên góp nữa. Năm Dân Quốc 19, 1930, ông Pháp Quân quy Tây. Hai cuốn sổ ấy con ông là Hàn Phân giao lại cuốn đầu, cuốn sau bị thất lạc nên không biết được tên những người quyền mộ, cũng như do có người đã qua đời hay chuyển chỗ ở, nên tuy có tên trong sổ cũng khó lòng thâu hết được. Mấy năm qua, khi kinh phí cho cổ nhì viện chẳng đủ, đã tự tiện dùng tiền lời của khoản tiền ấy để bù đắp, vì thế chọn chẳng tăng thêm được. Năm ngoái, ông Mai Tôn Quy Tây, ông Ấu Nông do Thế Quang và ông ta đều là khách chẳng còn ở lâu trong cõi đời này, nếu chẳng gấp rút lo toan sau này chắc sẽ bị mất tích, bèn quy định biện pháp cho khởi công động thổ, sắm sửa vật liệu, mùa xuân năm nay sẽ đứng ra đốc thúc xây cất. Gặp đúng lúc chánh phủ cử ông ta làm ủy viên chánh phủ tỉnh Thiểm Tây, kiêm nhiệm chức vụ trưởng ty dân sự vụ tỉnh Thiểm Tây, giữ nhiệm vụ trông nom xây dựng, nên mọi việc giao lại hết cho thầy trụ trì Tâm Tịnh. Hơn nữa việc này do Quang phát khởi nên thầy Tâm Tịnh bảo Quang soạn bi ký nhằm thư với những người thông sáng mai sau. Năm Dân Quốc 11 1922, lúc mùa đất đã bàn bạc quyết định chương trình là đạo tràng chuyên tu tịnh nghiệp quanh năm niệm Phật, công khóa mỗi ngày giống như phổ thông Phật thất,
nhất loạt chẳng giảng kinh truyền giới truyền pháp thu nhận đồ đệ làm chuyện kinh sám thủ tạc trụ trì bất luận thiên thai hiền thủ lâm tế tạo động nếu giới hạnh tinh nghiêm thông hiểu giáo lý tin tưởng tịnh độ sâu xa chí mong lợi người thì đều có thể mời đảm nhiệm chức trụ trì nếu những mặt khác đều xuất sắc chỉ có với tịnh độ chẳng hề chú ý thì quyết chẳng thể thỉnh được trụ trì luận theo tuổi hạ đức hạnh chẳng luận trên thế hệ truyền thừa do theo lệ truyền hiền chứ không theo lệ thầy truyền cho trò trong niệm Phật đường mỗi ngày vị trụ trì hoặc người trưởng ban nói về tịnh độ và giới luật khai thị một lần để các sư phát tâm tăng thượng thủ thắng có vị tín sĩ nào hâm mộ đạo phong nơi này xin mở niệm Phật thất để cầu cho cha mẹ được tăng tuổi thọ cầu siêu linh hồn của tổ tông tiêu trừ tội khiên do chính bản thân hoặc vun đắp nền phước cho con cháu thì vẫn cứ niệm Phật như thường lệ chỉ thêm vào ba lượt hồi hướng mà thôi. Tế diệm khẩu cũng nhất quyết không thực hiện nhằm ngăn ngừa hạng tăng ứng phó thừa cơ ẩn nấp phá hoại đạo tràng. Phạm những ai xin mở Phật thất chỉ được đến một hai người để tỏ lòng kính trọng lễ bái nhưng phải ra về ngay trong ngày hôm ấy nếu tụ tập bạn bè đông đảo và đem quyến thuộc nữ giới trẻ tuổi ở lại cho đến khi viên mãn mới về thì quyết chẳng chấp thuận. Đạo tràng này thực hành pháp môn đặc biệt nên chẳng tuân theo thông lệ đã thành lập. Chương trình ấy đã ấn định ổn thỏa và ngay trong lúc mùa đất, nhưng trong năm Dân Quốc 15, 1926, tại Linh Nham ở Tô Châu, Hòa Thượng Chân Đạt khi biến ngôi chùa của mình thành đạo tràng thập phương đã thực hiện quy định này trước hết. Hiện thời do khoản quyên góp hữu hạn, lại thêm thời cuộc khó khăn chẳng dễ gì quyên mộ, chỉ có cách tốt nhất là thu nhỏ phạm vi để khỏi bị bó tay. Đại điện dựng năm gian lầu cao, phía trên thờ Đại Tạng Kinh bản đời Tống mới được ấn hành và làm chỗ xem kinh. Phía dưới là đại điện, niệm Phật cũng ở chỗ đó. Hai bên đều dựng mười mấy gian để làm nhà khách, nhà kho, nhà bếp, phòng để bế quan. Ở cửa tam quan chính là điện Di Lặc Vi Đà. Phạm vi tuy nhỏ nhưng nói chung hình thức đầy đủ, trước đó đã sắp xếp mười mấy vị tăng thật lòng tu đạo, tích cực tu trì để cầu vận nước tốt đẹp hưng thịnh, tai họa tiêu diệt, mưa nắng đúng thời, thiên hạ thái bình. Tất cả việc đả thất hoặc cầu siêu cho vong linh hoặc cầu thọ do bài vị được thờ sau khám thờ Phật sẽ được nghe tiếng Phật hiệu suốt năm, giúp ích cho thần thức cũng lớn lắm. Phương dành công đức cho lần xây dựng này được khắc trong một tấm bia khác. Nếu có vị đại công đức chủ phát tâm hộ trì thì số người thường trụ nơi đây sẽ được tăng thêm. Kính mong những vị sống trong chùa này đều cùng phát tâm tự lợi đại tha, cùng sanh Tây Phương, ngõ hầu khỏi phụ bạc sự giáo hóa của Phật, chẳng phụ dẫy tánh linh của chính mình, báo trọn bốn ân giúp khắp ba cõi vậy. 10. Bi ký ghi công đức xây dựng lầu tàng kinh chùa Đại Phật Lăng Vân thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Năm Dân Quốc 24, 1935. Phật Pháp Tăng Tam Bảo là đèn đuốc cho đêm giải vô minh, là thuyền bè trong biển khổ sanh tử. Không riêng gì người có trí mong đoạn hoặc chứng chân nếu sanh thoát tử phải nên nương tựa, mà ngay cả những ai chuyên tâm nơi minh đức thân dân trị quốc an bang cũng phải lấy việc sáng tỏ diệu lý tâm tánh, nêu rõ sự thực nhân quả là một trợ duyên lớn lao cho việc xoay chuyển lòng người, phụ trợ nền bình trị của nước nhà vậy. Vì thế xưa kia những bậc lập đại công dựng đại nghiệp, lòng chung là nhật nguyệt hạo khí lớp trời đất, phần nhiều do học Phật đắc lực mà ra. Không ai chẳng dốc sức nơi trang nghiêm tượng Phật, lưu thông kinh Phật, hộ trì tăng chúng tu hành, mong cho hết thảy nhân dân đều cùng do trụ trì Tam Bảo mà ngộ nhập nhất thể Tam Bảo, đích thân chứng được chân như Phật tánh sẵn có nơi tâm này. Ở chùa Lăng Vân xưa kia, thế nước chảy xiết đi thuyền ngang, bị đụng vỡ gây hại rất lớn. Đầu đầy đường, thiền sư Hải Thông thấy vậy thương xót, muốn tìm cách cứu vớt che chở, bèn tạc một bức tượng đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật ngồi trên núi, cao đến 36 trượng, kích thước của tòa sen ngài ngồi chẳng tính vào trong con số 36 trượng ấy. Do nguyện lực của sư nên cảm được Đức Phật rủ lòng từ gia hộ, nước đổi dòng, chạy sát vào chân núi nổi lên một bãi cát bồi để người ta có thể sống được ở đó. Ý sư cho rằng ngài Di Lặc là Đức đương lai Thế Tôn, lòng từ không ai hơn được. Tạo bức tượng lớn này chẳng những chỉ muốn cậy vào Phật tử lực để cứu giúp che chở thuyền bè qua lại, mà còn vì mong mỏi sâu xa những kẻ thấy nghe sẽ nạp vào tám thức điền,
tạo thành một đại nhân duyên hồng trong đời này phát tâm tu trì vãng sanh Tây Phương, tương lai trở vào Sa Bà phổ tá Di Lạc Phật trong hội Long Hoa. Sư đến hết đời vẫn chưa hoàn thành được công trình, đến niên hiệu Trinh Nguyên đầy đường Đức Tông công trình mới hoàn thành. Gặp dịp Nam Khang Vương là Vi Cao làm tiết độ sứ Tây Xuyên, bèn soạn bi ký có câu: thân cao 360 thước, đầu to chừng đó thước, mắt rộng 2 trượng, những tướng hảo khác mỗi mỗi đều xứng hợp, đây chính là tượng Phật lớn nhất nước ta. Nhưng pháp thân thật sự của Phật trọn khắp pháp giới, còn thân ứng hóa biến hiện thì mênh mông chẳng nhất định. Năm Dân Quốc thứ 9, 1920, ông Trang Tư Giam ở Thường Châu triều bái Phổ Đà, đem theo 3 bước mễ Phật, tượng Phật hiện trên hạt gạo đưa cho xem. Những tượng ấy trang nghiêm vi diệu, cả cõi đời không thể sánh bằng. Ấy chính là tượng đứng do thiên nhiên tạo thành, dưới hạt gạo vẫn còn vỏ cám, hễ ai thấy nghe đều cảm kích ân Phật. Đối với những đế lý được nói trong kinh Phật, cố nhiên chẳng dễ gì tỏ rõ, nêu được những điều quan trọng là luận tứ thánh lục phàm nhân quả của 10 pháp giới vốn trong một tâm. Đối với bản thể của tâm phàm thánh chẳng hai, chúng sanh và Phật hệt như một, nơi phàm chẳng giảm, nơi thánh không tăng, thường hằng khắp xưa nay, chẳng đổi rời, chẳng biến chuyển, thể tuy bất biến, dụng thường tùy duyên, thuận theo tịnh duyên do công đức có sâu hay cạn mà có chứng quả thanh văn, chứng quả duyên giác, chứng quả Bồ Tát, chứng quả Phật sai khác. Tuy thành phần là nhỏ nhất nhưng đã đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử, thường hưởng pháp lạc, chẳng thọ thân sau nữa. Theo nhiễm duyên, do hoặc nghiệp nặng hay nhẹ mà có sanh lên đường trời, sanh trong đường người, sanh trong đường Atula, sanh trong đường súc sanh, sanh trong đường ngạ quỷ, sanh trong đường địa ngục khác biệt. Dẫu trời người là cao nhất, vẫn là đầy dẫy hoặc nghiệp sanh từ luân hồi, thường ở trong tam giới lục đạo, chọn chẳng có thuở thoát ra. Bởi pháp giới ấy do một tâm của chính đương nhân tạo ra, thăng trầm khổ vui khác biệt bởi vậy, một trời một vực, nhưng thể tánh của cái tâm ấy vẫn thường tự như như, nơi phàm chẳng nhiễm, tại thánh chẳng tịnh. Vì thế kinh Hoàng Nghiêm nói: nghiệp nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ương quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Nếu ai muốn hiểu rõ hết thảy Phật ba đời, hãy quán tánh pháp giới, hết thảy chỉ tâm tạo. Do vậy Đức Phật thấy hết thảy chúng sanh đều là Phật chưa thành, tùy thuận cơ nghi của họ mà trước hết nói ngũ giới thập thiện thuộc nhân thiên thừa, rồi nói tứ đế của thanh văn thừa, rồi nói thập nhị nhân duyên của duyên giác thừa, rồi nói đến lục độ vạn hạnh của Bồ Tát thừa, rồi nói đến phước lẫn huệ cùng trọn vẹn, tịnh chiếu cùng dung thông, hết sạch tam hoặc, vĩnh viễn mất hai thứ chết, viên mãn bồ đề trở về chỗ, không có gì để đạt được của Phật thừa. Lại nghĩ chúng sanh kém hèn, không cậy vào sức thệ nguyện rộng sâu của Phật Di Đà, chắc chắn khó lòng liễu sanh thoát tử ngay trong đời này được, nên đặc biệt mở ra pháp môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, ngõ hầu bọn phàm phu đầy dẫy hoặc nghiệp nương vào Phật tiểu lực đến nghiệp vãng sanh. Đã được vãng sanh thì hoặc nghiệp đã hết, đã chứng địa vị thánh so với những kẻ chỉ cậy vào tự lực thì sự khó dễ, dù hết cả năm cũng chẳng thể nói chọn. Những pháp môn này chỉ là nhằm tiếp độ thượng căn, tiếp độ kèm thêm hàng trung hạ. Vì thế Thiện Tài đã chứng đẳng giác, Phổ Hiền Bồ Tát bèn dạy, dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới để mong viên mãn Phật quả, cũng như khuyên khắp các vị Bồ Tát thuộc Hoa Tạng hải chúng nhất trí tiến hành. Bởi đây là pháp môn tổng trì thành thủy thành trung để 10 phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo xuyên hóa độ chúng sanh. Bởi có những kẻ bẩm tánh thông minh đôi chút, thường coi rẻ pháp môn tịnh độ, chẳng chịu tu trì, chẳng những tự lầm lòng người, mà đúng là còn hủy báng Phật pháp nữa. Như Hoa Tạng hải chúng là các vị đại sĩ đã chứng pháp thân thuộc 41 địa vị, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập điện, đẳng giác, dùng công đức của 10 đại nguyện vương để hồi hướng vãng sanh Tây Phương, hầu mong mau chứng viên mãn Bồ Đề, trở về Phật quả, không có gì để đạt được. Những vị ấy là hạng người như thế nào, chuyện ấy là chuyện như thế nào, ta là hạng người nào mà dám chống đối các vị ấy. Còn như kinh văn trong giáo pháp của cả Đại Tạng được chia thành 3 phần là kinh luật luận, nên có tên là Tam Tạng. Tạng có nghĩa là sâu chắc, u viễn, lấy để sử dụng, chẳng bị cạn kiệt.
Nếu đối với mỗi một chữ một câu mà có thể thâm nhập thì sẽ thông suốt hết thảy pháp, hiểu hết thảy nghĩa. Vì thế lục tổ của Thiền Tông nghe một câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỷ tâm, hãy không trụ vào đâu để sanh tâm, bèn đối tiếp ngôi vị tổ. Hạnh nhân liên tông thường trì 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật liền có thể ngay trong đời này sanh về nước Cực Lạc dựa vào hội liên trì. Ba tạng kinh luật luận ấy từ Thiên Trúc chuyển sang trong bộ Khai Nguyên Thích Giáo Lục Đại Đường đã chép kinh điển, nhà Phật có đến 5.048 quyển. Từ đấy liên tục dịch thêm cũng chẳng ít, nhưng cũng có những quyển bị thất lạc. Hiện thời Đại Tạng Kinh Đời Thanh, Cản Long Đại Tạng Kinh, từ chữ Thiên Địa Huyền Hoàng đến chữ Tất trong câu Tất Thư Bích Kinh cũng có 485 hòm, tức 4.850 quyển. Trước thuật thuộc phương này, Trung Hoa gồm Thích Kinh, Tông Kinh, các sớ luận và truyện ký, ngữ lục vân vân, từ chữ Thư Bích Kinh đến câu Lưỡng Sớ Kiến Cơ mới hết, gồm 239 hòm, tức 2.390 quyển, tổng cộng là 7.240 quyển. Bộ này được khởi công khắc từ tháng 2 năm Ung Chánh 13, 1735 đến ngày rằm tháng Chạp năm Cản Long thứ 3, 1738 mới hoàn thành. Bậc Thượng Căn Lợi Trí đối với mỗi chữ một câu trong những kinh này, nếu hư tâm hồn thông hiểu, liền có thể tự lợi lợi tha, tự lập lập người. Tiếp đó lại chí thành khẩn thiết thọ trì đọc tụng, y giáo phụng hành, hiểu nhân quả, rõ tội phước, dùng thân xướng xuất người khác, gõ hầu hết thảy mọi người nhìn vào bắt chước, làm lành thì đối với pháp môn, đối với xã hội đều có lợi ích. Nếu hoàn toàn chẳng có ý niệm cung kính, chỉ cầu đa văn, hoặc lầm lạc dùng ý kiến ước đoán để luận định nghĩa lý sâu xa trong kinh, thì tuy là nhân lành nhưng chắc chắn chuốc lấy quả ác. Nguyện những người đọc ai nấy hãy gắng công. Trụ trì chùa Lăng Vân là hòa thượng Quả Tĩnh đã muốn cung thỉnh Đại Tạng từ lâu, để những người có đại trí trong hàng tăng tục đều được nghiên cứu xem đọc. Nhưng lầu chứa kinh chưa xây thỉnh về sẽ không có chỗ để. Mai sau năm Dân Quốc 18 1929, Pháp sư Vinh Nhàm cùng cư sĩ Vương Húc Đông đến chùa Vãn Cảnh nhân đó nói chuyện thỉnh kinh cần phải dựng lầu. Hai vị liền khẳng khái mỗi người giúp 500 đồng. Do vậy bèn dốc hết sức lò tàn nung ngói mùa gỗ, khởi công từ tháng Giêng năm Dân Quốc 23 1934 đến tháng 4 năm nay mới hoàn thành. Lầu ấy gồm 7 gian, cao 5 trượng 6 thước. Hai bên lầu dựng 5 gian nhà, mỗi bên để làm chỗ nghỉ ngơi cho người đọc kinh đã lên Bắc Bình thỉnh kinh. Trước khi kinh về tới đã sai quang soạn bí ký về việc xây dựng lầu tàng kinh. Do vậy bèn viết bài lược, đại lược về nguyên do lập chùa và những nghĩa trọng yếu của Đại Tạng cùng số hòm số quyển để những bậc thông sáng đời mai sau đều thấu hiểu cặn kẽ, kính mong nền tảng đất nước vững bền, đạo bình trị hưng thịnh, Phật nhà thêm sáng, pháp vân thường chuyển, đàn Việt tín chủ hưởng phước, tăng chúng an hòa, đình đạo vĩnh viễn chấm dứt, mưa gió thuận thời. 11. Bài ký về việc trùng tu tháp viện của Đại Từ Lão Nhân năm Dân Quốc 19, 1930. Xem rộng khắp những bậc anh hiển lỗi lạc xưa nay, tài năng tốt vời, tại gia thì lập đại công, dựng đại nghiệp, thờ vua giúp dân, nêu gương cho hậu thế, xuất gia thì triệt ngộ tự tâm, thâm nhập kinh tạng, dạy dỗ lời lạc trời người. Nối hy tiếp huệ mạng của Phật thì đều là do đức hạnh cao đẹp của ông bà cha mẹ cảm thành. Nếu không làm sao sanh được con cháu hiền tài, siêu quần và tụy, giúp đỡ hết thảy như vậy được ư? Người ta chỉ thấy quốc sư Ngọc Lâm đạo đức cao vời, ngộ chứng sâu thẳm, trên cảm động kiều trùng, dưới hóa độ tứ chúng. Phật tổ tâm ấn, đại pháp chiếu khắp nhân quần, sống tươi chết héo, khuôn mẫu tốt đẹp lưu lại đời sau. Chẳng biết đấy, đều là do ông nội và cha mẹ ngài đã giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, lợi người giúp vật, dốc lòng tin tưởng Phật pháp, tự hành dạy người mà ra. Xét ra, xưa có họ ngoài đời là Dương, thuộc dòng vọng tộc ở Diên Lăng, thuộc tỉnh Thiểm Tây. Đời nào cũng có người hiển đạt, cha Húy là Phương, tuổi ngoài 30 vẫn chưa có con. Người trong họ là Dương Hưng, bị thổ hào vu hãm, sắp đến nỗi phải chết. Ông nội ngài bảo cha ngài vào triều kêu oan, quan liền thả Dương Hưng, đánh đòn thổ hào. Thổ hào ôm hận không lâu,
Sau, trong ấp bắt được kẻ gian giả liên quan xét án, đã thổ hào thừa dịp ghi tên ông nội ngài vào sổ. Quan xét án rất nghiêm khắc, tàn khốc, chuyển bắt giữ khẩn cấp. Chú ngài và cha ngài tranh nhau chịu tội thay, cha ngài không chịu liền tự đi. Quan xét án rất ghét kẻ chịu tội thay, dùng hình phạt quá đáng để giết chết. Ngày hôm ấy đã giết chết liên tiếp mấy người rồi, đến phiên cha ngài để gào to, tôi chịu đòn thay cho cha tôi. Quan xét án nghe tiếng cảm động vô cùng, xét hỏi cặn kẽ, biết là bị vu cáo, bèn thả ra. Tháng tư năm ấy, tức năm Giáp Dần thuộc niên hiệu vạn lịch 42, 1614 đời Minh, liền sanh gia sư. Lúc sanh bà mẹ là Mậu Thị, mộng thấy Quán Âm ẵm một đứa bé trao cho, liền sanh gia sư. Thêm nữa, cha mẹ sư thường giảm bớt sự chi tiêu của chính mình để mua những con vật đem phóng sanh. Cha mẹ sư hiếu hữu nhân tử như vậy đó. Năm sau, cha sư quy y với đại sư Liên Chỉ, có pháp danh là Quảng Phước, cũng xin quy y cho sư, được pháp danh là Đại Tiềm. Đến năm 12 tuổi, lúc cha sư sắp mất, bèn đối trước tượng ngài Liên Chỉ, cầu cao tăng thay mặt cho đại sư Liên Chỉ xuống tóc, thuyết giới cho cụ. Nửa tháng sau cụ mất, năm 19 tuổi, sư lễ ngài Khánh Sơn xin xuất gia, chưa đầy 2 năm đã đại triệt. Ngài Khánh Sơn rất coi trọng, dặn dò sư hãy xuống tóc thuyết giới cho mẹ, đặt danh pháp danh là Thông Quan. Năm sư 22 tuổi, ngài Khánh Sơn thị tịch tại chùa Báo Ân, sư giữ tâm tang, hầu hạ bên khám thờ, đồng thời lo liệu việc trong chùa. Năm sau, tăng tục thỉnh sư kế nhiệm, trăm điều đã bỏ phế đều được tiến hành, tông phong chấn hương lớn lao. Năm 29 tuổi, tuân theo di mạng của ngài Khánh Sơn, sư thay ngài Khánh Sơn xuống tóc thuyết giới cho mẹ, lại đón về chùa Báo Ân, dựng nhà tranh để phụng dưỡng suốt đời, gọi là Đại Từ Lão Nhân. Bà cụ chuyên tu tịnh nghiệp, kiêm tu tham cứu liền được đại ngộ. 11 năm sau, tức năm sư 40 tuổi, nhằm năm Thuận Trị thứ 10, 1653 đời Thanh, Đại Từ Lão Nhân thị tịch, thọ 71 tuổi. Sư ở trước khám thờ ngồi xếp bằng trên mặt đất suốt 7 ngày đêm, chẳng đụng đến một hạt gạo. Một thị già đứng cạnh sư suốt 7 ngày đêm đến nỗi chân và đầu gối, nước vàng chảy ròng ròng vẫn chẳng tạm rời đi. Đại chúng chùa Báo Ân thấy sư đau buồn quá mức, muốn khích cho sư ăn uống, liền niêm phong nồi đóng chặt bếp. Sư nghe nói như vậy liền húp cháo, bảo mở nồi ra. Sư đã xuất gia còn đau buồn như thế, hiếu tử trong thế gian cũng chẳng hơn được. Nhưng sư làm cho mẹ ngộ đạo thì hiếu tử trong cõi đời có ai làm được như vậy đâu. Sư nghĩ đến ơn của phụ sư, mẫu sư, tính tìm một cuộc đất thích hợp để an táng hồng báo ân sâu dưỡng dục dạy dỗ. Tìm được một cuộc đất ở Ngữ Sơn, bèn rời quan tài cha về chôn tại đó. Đến năm Thuận Trị 15, 1658, đạo phong thấu đến bề trên, tháng chạp sứ giả cầm chiếu đến triệu sư về kinh lập tức. Sư lấy cớ sắp dựng tháp chôn mẹ để tử tạ, vua xuống chiếu rằng, tại khi gặp sư hỏi đạo xong, liền đưa sư về núi chôn mẹ, quyết chẳng giữ lâu. Tháng 3 năm sau, sư lên kinh đô chầu vua. Vua dùng lễ đãi sư như thầy, phong hiệu là Đại Giác Phổ Tế Năng Nhân Quốc Sư. Đến tháng 4, sư tử tạ trốn cung khuyết, trở về Nam tìm được miếng đất phía sau chùa Tạo Hải ở Ngu Sơn, bèn dựng tháp cho Đại Tử Lão Nhân, nhân đó lập ra chùa Tạo Hải, sai đệ tử là Đức Nham Thiệu làm trụ trì. Như vậy, buổi pháp Tạo Hải do Đại Tử Lão Nhân khởi đầu, kẻ làm pháp tự phải quan tâm, đương thời xây dựng pháp phức tạp hay giản dị đều thích nghi. Năm tháng lâu sau, lại thêm chiến tranh nên bị tan nát, còn sót lại một cái tháp, chứ những thứ khác đều thành gò vang hết. Nay vị trụ trì đã về hưu là Giới Công, thấu hiểu ra tấm lòng hiếu thảo của quốc sư, đặc biệt trùng tu dựng lại đình bia, xây tường vây quanh, cũng dựng lại bia mộ mới, lát con đường đá hơn 10 trượng, vun trồng cây cối để lấy bóng mát, ngó hầu những ai sau này đến đây đều biết tới tháp viện của bậc cao ni đắc đạo là Đại Từ Lão Nhân, mẹ của quốc sư Ngọc Lâm, do đó sẽ khởi lòng kính ngưỡng, ai nấy giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, lại là kiếm giúp người lẫn vật, giúp lòng tin tưởng phải pháp, tự hành dạy người để mong sanh được đứa con phước đức trí huệ. Hễ nghèo túng thì riêng bản thân kẻ ấy tốt lành, làm gương cho cả một làng một ấp. Hễ hiền đạt
thì sẽ làm cho người khác cùng thiện để lận lạc, cứu giúp khắp bốn biển chín châu. Cứu giúp khắp bốn biển chín châu, do vậy soạn bài ký. Hơn nữa khi quang mới xuất gia, thấy các vị thiền tăng khắp Nam Bắc lên núi triều bái tụ tập, bàn đến chuyện Ngọc Lâm quốc sư, tâm liền khinh thường họ, cho là những hạng tăng nhân này không những chẳng biết tâm tướng của Phật Bồ Tát mà cũng chẳng biết tâm tướng của thánh hiền thế gian, chỉ dùng tri kiến của bọn phu lạn đầu đường xó chợ bịa đặt đồn đãi để vu báng miệt thị cổ đức, tội cùng cực đến đâu. Về sau đọc niên phổ của quốc sư thì những gì bọn họ đã nói ngay cả một câu cũng không có, mà những điều chép trong niên phổ bọn họ cũng chưa hề nghe thấy một câu nào. Do vậy, biết những lời nói lưu truyền trong cõi tục chẳng đáng tin tưởng. Kính mong bậc quân tử hiểu lý, được coi những lời lẽ đó là chuyện thật, rồi vì đó mà coi thường cổ đức, khinh miệt Phật Pháp, thì sẽ tự gieo được thiện căn sâu dày, được gội pháp trạch lớn lao vậy. 12. Bí ký về việc chùa Bích Sơn núi Ngũ Đài được Thảo Am Quảng Tế tiếp pháp thành tựu, vĩnh viễn trở thành thập phương thường trụ, năm Dân Quốc 18, 1929. Trộm nghĩ phàm phu đầy rẫy truyền phược, lấy mê nhiễm làm căn bản để thọ sanh, bậc pháp thân đại sĩ dùng bi trí làm nguồn ứng hóa. Vì thế Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ta đạo chứng lưỡng túc, đức trỗi thập địa, hành chánh giác đã lâu, an trụ tịch quang, cho bi nguyện rộng sâu nên chẳng động trần tế, mà hiện thân trong các cõi nhiều như vi trần. Trong thế giới này ngài thị hiện làm Bồ Tát, dùng sức đại trí phủ tá Thích Ca, thì hiện ứng hóa tại núi Thanh Lương như trong kinh Hoa Nghiêm đã báo trước. Vì thế, khi đại pháp được truyền sang phương Đông, Vũ Đài liền được khai sơn, từ đấy trở đi đời nào cũng có cao nhân hoặc dương pháp hóa lợi ích quần manh. Từ đời Hán đến nay tiếp nối chẳng dứt, đến khoảng niên hiệu thành hóa đời Minh có thiền sư Cô Nguyệt Tịnh Trừng Thiền lẫn Tịnh đều đạt đến tột bậc tiếng tam đạo hạnh, nhân đấy vang dội. Vua Đất Đại là Thành Huyện, thờ sư làm thầy dựng chùa ở Hoa Nghiêm Cốc để cung phụng, xin được vua xuống chiếu ban biển tên Bích Sơn Phổ Tế Thiền Tự, pháp đạo hưng thịnh lớn lao, tông phong rạng rỡ. Đầu đời Thanh, thiền sư uẩn chứng Như Bích trụ trì chùa này, lâu dần được vua quan tôn kính. Đầu thời Khang Hy đổi tên chùa thành Hộ Quốc, đến cuối đời Thanh, bậc triết nhân đã khuất, chùa khá điêu linh, năm Quang Tự 32, 1906, hai sư thừa tham, hằng tu đến núi triều bái các đài. Thấy trên đỉnh các đài chỉ có nhà đá chọn chẳng có tăng ở, phạm những người triều bái các đài khát không có nước uống, đói không có gì để ăn, mệt không có chỗ nghỉ, liền phát đại tâm dựng một am trang nơi đảnh bác đài, đặt tên là Quảng Tế, chuyên làm chỗ nghỉ nơi ăn uống cho người triều bái các đài. Tùy sức kết duyên hồng lại lạc hết thầy tăng tục trong ngoài nước, dân quốc thành lập, tăng chúng chùa Bích Sơn không thể duy trì được, ruộng đất đã cầm cố gần như hết sạch. Thừa tham hằng tu quả định nhập tịch chùa Bích Sơn, xưng danh Thảo Am Quảng Tế là Đông Phòng. Thừa tham đổi tên là Sương Thừa, hằng tu đổi tên là Sương Hằng, quả định đổi tên là Long Quả, đó gọi là tiếp pháp thành tựu. Do vậy tận lực quên mộ du trì đạo tràng, kiến thiết Thảo Am, hồng tiếp đãi thập phương tăng chúng, dốc hết sức cúng dường. Từ đấy trở đi, mùa xuân mở niệm Phật thất, mùa hè giảng kinh, thu đông thì mở thất tọa hương đả tịnh, để chọn hết bổn phận của chính mình, cầu chúc quốc dân, xây cất thêm thiền đường Liêu Xá, tính khôi phục lại quy mô cũ, tiếp nối vĩnh viễn tổ đăng. Năm Dân Quốc thứ 7, 1918, quyền tiền chuộc lại nhà đất thuộc hai viện Đông Tây. Năm Dân Quốc thứ 9, 1920, chuộc lại ruộng lúa mạch ở thôn chùa Quang Minh, thu tô được 40 thạch để làm cái ăn cho tăng chúng. Trong hai năm Dân Quốc thứ 9 và thứ 10, hai vị thừa tham hằng tu nối nhau viên tịch, một nhân nối pháp là quả định, tuân theo gì mạng gắng sức duy trì, để các vị đại hộ pháp chư sơn trưởng lão ra sức nương đỡ, xây dựng thêm nhà cửa hơn 30 gian nữa, in thêm tạng kinh, trồng trọt cây cối, sửa chữa ngòi nước từ thôn chùa Quang Minh chạy thẳng đến bên trong chùa Bích Sơn, lại tu bổ đập đá bên sông để ngừa nước ngập làm hại hoa màu các chùa Nam Bắc. Các vị đại cư sĩ do thấy chùa Bích Sơn đã
là thập phương thường trụ, mọi người đều tán thành là hợp lý. Trình công văn lên chánh phủ ra cáo thị lập hồ sơ ngõ hầu vĩnh viễn không bị suy sụp. Mọi người cử Mã Ký Bình, Uông Đại Tiếp làm đại biểu, pháp sư Đế Nhàn và các vị thuộc hội duy trì Phật giáo tại Thượng Hải như ông Trịnh Tuyết Lâu vân vân gửi thư xin Diêm đốc biện tỉnh Sơn Tây ủng hộ. Do vậy, tổng tham nghị trưởng là Triệu Tài Văn ủy cho hội trưởng pháp giới tỉnh Sơn Tây là Hòa thượng Lực Hoàng cùng các hội viên lên núi vào tháng 5 năm Dân Quốc 16, 1927. Mời chánh phó hội trưởng của tăng chúng trong núi này, khu trưởng hội trưởng thương hội, những người có danh vọng trong giới tăng tục thuộc 10 ngôi chùa lớn cùng bàn định. Chùa Bích Sơn mắc nợ quá lớn, không có người gánh vác, sẽ do Đông Phòng là Thảo Am Quảng Tế đứng ra trả thay món nợ hơn 1.700.000 đồng. Tất cả điện phòng ruộng đất của Bích Sơn vĩnh viễn trở thành thập phương thường trụ, không chấp thuận cho thâu nhận đồ đệ để khỏi bị cái họa chôn vùi tổ đức làm nhục Phật môn. Vào ngày 29 tháng 7 năm Dân Quốc 17, 1928, cùng với đại chúng trả món nợ do sư Long Phước Đời Thanh đã thiếu bên ngoài gồm hơn 1.700.000 đồng. Những bằng khoán ruộng đất nhà cửa do Long Phước đã đem cầm cố trước kia đều thu hồi để giữ vĩnh viễn. Hội Phật giáo tỉnh Sơn Tây đại diện trình lên chánh quyền tỉnh và huyện để lập hồ sơ ra thông cáo ngõ hầu mọi người đều biết chùa Bích Sơn vĩnh viễn trở thành thập phương thường trụ, chỉ chuyên tâm tu hành duy trì tịnh nghiệp sẽ thấy trong hang sư tử trọn chẳng còn có loài thú khác, trong rừng chiên đàn vĩnh viễn mất giống Y Lan gắng sức kế tục đạo của cô Nguyệt Thiền Sư, hòng an ủi tấm lòng của văn thù đại sĩ, thì một phen khổ tâm nâng đỡ thành toàn của hết thảy tăng tục mới chẳng trở thành luống uổng. Và những ai sống tại đây ai nấy đều nên gắng sức lên. 13. Bí ký thuật chuyên khỏi hạ viện Linh Nham Sơn Tự lập thêm hội phóng sanh bên ao phóng sanh. Năm Dân Quốc 25, 1936, đức lớn của trời đất là sanh, gốc lớn của nhân dân là thiện. Sanh thì thực vật, động vật đều sanh thành, thiện thì yêu người thương vật đều cùng thực hành. Càn là đại phụ, khôn là đại mẫu, dân là người ruột thịt của ta. Loài vật giống như ta, nếu chẳng khiến cho dân lẫn loài vật được sống yên vui, làm sao hợp lòng trời. Muốn cho quyến thuộc cõi trời thường rủ lòng thương xót, hãy nên gấp rút chú trọng nơi lòng nhân ái. Được như thế mưa gió sẽ đúng thời, thóc lúa trú mùa, nhân dân yên vui, thiên hạ thái bình. Dù chỉ luận về phương diện cá nhân thì cũng được nghiệp tiêu chí dạng, chứng tận phước tăng sống dựa vào bậc thánh hiền, mất sẽ lên cõi cực lạc. Khu vườn ao phóng sanh tại cầu Hồ Gầm ở Tô Châu, vốn do hội cứu giúp loài vật phân hội Tô Châu sáng lập. Năm Dân Quốc 24, 1935, tặng cho Linh Nham Sơn Tự làm hạ viện, giám viện là thầy Diệu Trân. Do được tặng hậu hĩ như vậy, càng ra sức tiến hành chuyện phóng sanh để mong người có lòng nhân nơi ấy và những kẻ thấy nghe đều hiểu được ý nghĩa phóng sanh. Do vậy, sẽ kiêng giết bảo vệ sanh vật, ngõ hầu chim thú cá rùa đều sống yên vui, sao cho câu nói dân là người ruột thịt, loài vật giống như ta chẳng trở thành chuyện nói suông, mà phong thái yêu người thương vật cũng ngày càng được phát triển. Do vậy, cùng với những vị thuộc hội cứu giúp loài vật trước kia như các ông Dương Đạt Toàn, Viên Hiếu Cốc, Tào Tung Kiều, vân vân, và vị phát khởi lần này là Hòa thượng Chân Đạt, cư sĩ Huệ Thường, các vị tăng tục tổ chức một hội phóng sanh. Phàm những người gia nhập hội đều nên kiêng giết ăn chay, lấy thân làm gương thì những người ưa điều lành. Ai mà chẳng giống như ta, nhìn nhau bắt chước làm lành hiệu quả rất lớn. Nếu chẳng thể đoạn ngay được, thì cũng nên giảm dần dần, giảm đến cùng cực, thì sát nghiệp vĩnh viễn chấm dứt. Nếu một người suốt đời chẳng giết, thì những sinh mạng được sống sót đã chẳng thể tính được. Huống chi là từ một người cho tới 10, 100, 1.000, 1.000 người sẽ trở thành không phóng sanh, mà thường hành phóng sanh rộng khắp vậy. Gần đây sát kiếp ngập tràn, hễ giặc cướp kéo đến, dân chúng đều gặp cảnh lầm than, đôi bên chẳng hề biết nhau, vừa thấy nhau liền giết phăng hoặc đánh đập tra khảo nung đốt để lòi ra tiền của, luận theo cuộc sống hiện thời, quả thật là mắc họa ngang xương. Nhưng hễ có quả ắt phải có nhân ắt phải chuốc lấy quả. Thử nghĩ xem, người đời vì bụng miệng mà giết hại sinh mạng, đủ mọi nỗi thảm khốc, ai có thể chịu đựng được. Nhưng do quen thói chẳng những không sanh lòng thương xót lại ngược ngạo, để lòng vui sướng.
Đến nỗi tuần hoàn báo đền trở thành kiếp vận lớn lao này, chư Phật Bồ Tát vì cứu sát kiếp mà hiện thân trong dị loại cũng bị con người giết. Đã giết rồi thấy các tướng lạ mới biết là do Phật hiện, nhân đấy ai nấy đều kinh giết. Trong năm Dân Quốc 20 1931, Quang từng vì ông Lưu Công Lỗ ở Quý Trì thuộc tỉnh An Huy viết bài táng làm lời bạt cho bài ký về chuyện tượng Phật hiện trên răng hàm lợn như sau: Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, do mê trái nên đánh mất lẽ chánh, khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm ăn thịt kẻ khác để bồi bổ cái thân mình. Sa nghiệp đã kết, trải nhiều kiếp giết lẫn nhau. Đức Như Lai thường xót về làm thuyền từ, khơi mở giáo huấn lớn lao về lòng từ. Người ta vẫn không tin nên Phật bèn đặc biệt hiện hình dáng để mong chúng sanh tùy thuận lời Phật dạy. Vỏ nghêu sò, hông bò, móng dê, răng lợn, yếm rùa đều có hình Phật ngự trong ấy. Có người họ chúc vào đời tống giết lợn, quăng đầu, chó giữ 4 ngày chẳng dám táp. Đuổi chó chẻ xương, trên răng hàm lợn hiện hình Phật, mắt biếc, búi tóc, xoắn ốc, nghiễm nhiên là bậc đại giác. Trước khi chưa giết mọi người đều nói là súc sanh, đã giết xong mới biết là Phật. Do vậy, biết sát sanh chẳng khác gì giết Phật, dẫu chẳng phải do Phật hiện cũng là vị lai Phật, giết để ăn thịt tội quá non biển. Hãy gấp đau đáu ngăn rẻ học được giải thoát. Anh em họ Triều làm văn tán dương nghĩa lý uyên thâm, văn tử sáng đẹp. Ông Thiền Chỉ biên chép các vị đề tựa viết lời bạt để làm bài cảnh sách vĩnh viễn nhằm khơi gợi hậu giác. Đã hiểu nghĩa này, ai dám giết chóc, tranh thành giải đất sẽ chấm dứt ngay. Ông Lưu ở Quý Trì dốc lòng tin tưởng Phật Pháp, bảo tồn sách của ông Tử. Lời đề tựa, lời bạt đều phù hợp. Sai còn là Công Lỗ đem đưa cho xem, kính viết mấy lời tỏ bày chí hướng của tôi, nguyện kẻ thấy nghe sẽ ăn chay kiêng giết, chắc chắn trong đời này sẽ về cực lạc. Lời bạt này tuy văn từ thô thiển nhưng cũng có thể làm cho người xem sanh lòng cảm động. Kính sao lục nguyên văn để mong dứt diệt si tâm của kẻ hàm giết ăn thịt, phát khởi thiện niệm kiêng giết ăn chay. Phật Bồ Tát hiện thân trong dị loại để dứt sát kiếp cho cõi đời, thấy trong khắp các sách vở, đọc phần hiện tướng trong loài vật của sách Quán Âm Bổn Tích Tụng sẽ biết được đại khái. Do Đức Phật thấy hết thảy chúng sanh đều là Phật nên chẳng đỡ tà sát lẫn nhau, kẻo bị vĩnh viễn chìm đắm trong ác đạo. Đây chính là những thứ biến hiện khiến cho con người thấy nghe mà kinh sợ, chẳng thể không suy nghĩ cặn kẽ sâu xa ư.